xe cho con báo là những thứ mà em bao xăm mình sẽ có quần áo là những thứ mà tao bao hoa bình dù không có ghé là nơi tao đang đăng hình hẻm của 18 ngày từ xưa đã không là yên bình sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay để tao làm cũng như mọi ngày thằng Carrick đã thấy tao làm việc của tao vì tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao tao không bị giống như thế đụng là đập và hàng ngụy là cái cuối trong một tụ và thấp anh em khi gặp tao cầm biết cũng bay nhấp còn tụi mày khi gặp tao mà cũng bị phát thật chắc tao cũng có sống thì mày thích tao không thể gây cái gì nữa để sự đưa mày vô hề tao còn không quen nhà mày không an toàn cho cuộc đời sống thì mày thích tao không